Đây là một clip rất ngắn, chỉ nói về hai dòng xe Veloz và chỉ là những con số. Có thể bạn không thích, nhưng chắc chắn có ai đó sẽ cần. Những con số này rất nguy hiểm, có thể làm cho tài khoản của bạn sẽ bị vơi đi. Nhưng cái hay của nó là bạn nhận lại được rất nhiều điều thú vị. Và đặc biệt, chỉ một lần trong tháng 11 này thôi. Đó là clip báo giá khuyến mãi các dòng xe Veloz, đặc biệt là lô nhập khẩu cuối cùng. Đầu tiên, với Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn, chương trình khuyến mãi giảm giá tặng phụ kiện, tặng bảo hiểm lên đến 25 triệu. Theo đó, Veloz tiêu chuẩn có mức giá niêm yết là 658 triệu, song xuôi giấy tờ là 720 triệu. Trong trường hợp các bạn chọn mua xe trả góp, chỉ cần bỏ ra 211 triệu và số tiền trả hàng tháng, bạn có nhiều sự chọn lựa. Đặc biệt với gói Balloon sẽ giúp cho bạn có số tiền trả hàng tháng tối ưu nhất, thấp nhất 7 triệu rưỡi. Nếu bạn nào muốn chọn cho mình chiếc Veloz Full Option với gói an toàn Toyota, camera 360, bộ mâm to, đẹp, thiết kế thể thao hơn, thì Toyota Veloz Top có mức giá niêm yết là 698 triệu, song xuôi giấy tờ là 764 triệu. Trong trường hợp bạn chọn phương án mua trả góp, chỉ cần bỏ ra tối thiểu từ 224 triệu. Số tiền vay tương đương 80% và số tiền trả hàng tháng. Đặc biệt với gói vay Balloon sẽ giúp cho bạn có một cái số rất đẹp, chỉ 7 triệu 9 mà thôi. Cả hai phiên bản đều có các màu đen, đỏ, bạc, bạc tím và trắng ngọc trai. Các bạn nhớ nhé, trắng ngọc trai cộng thêm 8 triệu. Tất cả đều có giao ngay và đây là lô hàng nhập khẩu cuối cùng. Hết lô này, qua tháng 12 là chuyển qua Veloz phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Anh chị nào mà ghét xe nhập á, thì chịu cực chờ dùm hơi lớn nha. Tháng 12 là có ngay thôi. Còn ngược lại á, thì tranh thủ gọi điện cho nhóm hơi lớn luôn đi nha. Người bán bao giờ thấy khuyến mãi của mình cũng là lớn, nhưng người mua thì luôn luôn thấy nó nhỏ. Ok, hơi lớn biết thế nào các bạn cũng sẽ hỏi là còn khuyến mãi nữa không? Còn nữa không? Hai lớn nghĩ điều này nó không quan trọng với hai lớn, mà quan trọng các bạn thấy Toyota Veloz có phù hợp với nhu cầu của gia đình bạn hay không. Bạn chọn màu nào, phương án tiền mặt hay trả góp. Ngoài chuyện khuyến mãi xe, nhóm hai lớn còn tối ưu cho bạn nhiều khuyến mãi khác tại từng thời điểm khác nhau. Hay nhất, các bạn hãy liên hệ nhóm hai lớn. Các bạn an tâm, nhóm hai lớn không bao giờ để cho các bạn thiệt. Hai lớn cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.